Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo. Tất đại chứng minh nguyện đêm đồng thành kính, gửi theo đám mây hương phương pháp khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh đàm đành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia hộ, Tâm Bồ Đề kiên cố chỉ tu học vững bền, xa để khổ nguồn mê trong quay về bờ giác. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát. Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Ma Tát. Hôm nay ngày 29 tháng 10 năm Quý Mão 2023, đệ tử cung đối Phật tiền thành tâm để lạy hồng danh vạn Phật, nguyện hồi hướng công đức cầu nguyện ơn trên Tam Bảo chư thiên đồng thần hộ pháp tùy tự chứng minh gia hộ. Cuối xin các ban ngành các cấp cùng chư quan chức hữu trách từ bi xót thương cứu xếp, giúp cho Phật sự di dời và xây dựng mới ngôi Tam Bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng, Thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài, quy nghi tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tán thán ức kiếp không cùng tận. Phật chúng sanh tánh thường rộng lắng đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, gửi để châu vị đạo tràng mười phương Phật báo hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân con anh hiền cúi đầu xin thề nguyện quý nghi, chỉ tâm đảnh đề Nam mô tận hư không biện pháp giới hóa hiền vĩ đại thập phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ Tam Bảo. Chỉ tâm đảnh đề Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Đông Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Đinh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tâm đảnh đề Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Chuyên đường hải ngạn đưa diệt danh hương gia vô từ mẫu đường vô ương qua đời đất thanh đương chỉ tâm kiềm tương nhất chủ biến thập phương Nam Mô Hương Văn Cái Bồ Tát Nam Mô Hương Văn Cái Bồ Tát Nam Mô Hương Văn Cái Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Ngài Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Tam Mô An Ra Đất Đà Đà Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Đà Yến Đê Thường Bán Ra Dạ Bồ Đề Tát Đà Bà Dạ Ma Tát Đà Bà Dạ Ma Ca Đô Ni Ca Dạ Tát Bán Ra Phật Về Số Đất Na Đất Tòa Nam mô Tát Kiên Đằng Đại Mông A Di Đà Bà Nội Kế Đề Tát Phật Ra Đằng Đà Bà Nam Mô Na Răng A Di A Di Mai Bằng Đế San Đề Tàng Bà Tha Đâu Du Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đà Nam A Bà Già Ma Bằng Đằng Đô Đế Điệt Tăng A Bà Đô Đô Ca Đế Ca Ra Đế Di A Di Ma Bồ Đề Tát Đó Tát Ba Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Em A Di Đà Dừng Cô Lô Đôi Cô Mong Đồ Lô 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 Phật Sa Ya Đế Ma Phật Sa Ya Đế Đa Ra Đa Ra Địa Rì Đi Tát Phật Ra Ya Ya Ra Ya Ra Ma Ma Phật Ma Ra Mục Đề Đề Thần Na Thất Na Sa Tham Phật Ra Sa Thời Phật Sa Phật Sam Phật Ra Sa Ra O Ro Ro Ma Ra O Ro Ro A Di Ta Ra Ta Ra Tất Rê To Ro To Ro Bồ Đề Già Bồ Đề Già Bồ Đề Già Bồ Đề Già Di Đề Di Già Na Ra Nga Trì Địa Di Sắc Đi Na Ba Già Ma Na Ta Ba Tất Đà Già Ta Ba Ma Tất Đà Già Ta Ba Thần Đà Vô Ngã Tát Bạn Ra Già Ta Bà Na Ra Ngã Ri Ta Bà Ma Ra Na Ra Ta Bà Đất Ra Tăng Mục Hệ Già Ta Bà Ta Bà Ma Hà Tấn Đà Già Ta Bà Giới Kiếp Ra Đất Đà Già Ta Bà Ba Đà Nại Tất Đà Già Ta Bà Na Ra Ngã Ri Bàn Đà Ra Già Ta Bà Ma Bà Từ thần hiện ra ya ta bà nam mô an ra đất na đa ra ya ya nam mô a di đà bà đôi cứ đế thức bằng ra ya ta bà
Mạng thân điện đô mạng đa ra bác xà gia tam bà hán thân điện đô mạng đa ra bác xà gia tam bà hán tất cả điện đô mạng đa ra bác xà gia tam bà hán. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo, nam mô thập phương thượng trụ tam bảo, nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Cuối đây đấng tam giới tôn quý mạng mười phương Phật, để con đây phát nguyện rộng thọ trì kinh vạn Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tâm đồ, đều có kẻ thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hải kinh kệ vô thường thâm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp lãng tao ngộ, na kim kiến văn đất thọ trì nguyện giải như lai chương thiệt nghĩa. Nam mô hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô hồng danh hội thượng Phật Bồ Tát. Đây từ đời bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xá tế hàm thức, thương hảo quang minh dị từ nghiêm, đệ tử chi tâm quy mạng đệ. Đệ tâm đảnh Nam mô Phước Đức Hải Hậu Văn Tướng Hoa Phật. Ê tâm đảnh Nam mô Năng Tát Hỷ Thắng Vương Phật. Tâm đảnh đệ Nam mô Thắng Thịnh Hồng Trạng Phật. Tâm đảnh đệ Nam mô Quán Nhãn Phẩm Tấn Phật. Tâm đảnh đệ Nam mô Vô Tầm Trí Kim Cang Phật. Tâm đảnh đệ Nam mô Phổ Nhãn Nhật Tán Chiếu Phật. Tâm
tâm đảnh đề Nam Mô Nhật Thiết Hồng Thinh Phật. Đề tâm đảnh đề Nam Mô Vô Lượng Trí Phú Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Nhật Thiết Phước Đức Di Lậu Thượng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Căn Nhật Oái Đức Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Mãn Quang Minh Thần Quang Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Địa Đề Nhất Tướng Hoa Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Vẫn Vô Quý Kiến Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Bình Đẳng Ngôn Ngữ Kế Đâu Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Thật Nhiên Đẳng Vương Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Kiến Tinh Tăng Phân Tăng Thành Tử Nghĩa Tâm Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Phổ Chiếu Quán Sinh Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Từ Quang Minh Xưng Thắng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Phước Đức Xưng Thượng Thắng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Nhật Thiết Chúng Sanh Xưng Thắng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Tu Di Bổ Xưng Thắng Phật. Tâm đảnh đề Nam Mô Tất Tạm Quý Xưng Thượng Thắng Phật. Tâm đảnh
giáo hóa nhất thiết thế gian ở Phật à. Thế tâm đảnh đề tam mô đi nhất thiết ưu ở Phật à. Tâm đảnh đề nam mô ly thế nam mô ly nhất thiết năng Phật tâm đảnh đề nam mô ly nhất thiết thế gian Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô năng chuyển thái Phật à. Tâm đảnh đề nam mô chuyển nữ căn Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô chuyển nam nữ hàng phục Phật à. Tâm đảnh đề nam mô Phật Hoa Thắng Thượng Vương Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô Bậc Không Thuyết Danh Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô Thiện Thể Pháp Thông Vương Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô Thập Phương Quảng Công Đức Xưng Vô Thần Lạc Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô Ai Đại Trí Kiến Bất Không Văn Danh Phật à. Thế tâm đảnh đề tam mô Vô Lượng Lực Trí Thắng Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô thành tựu phạm công đức Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô hương tưởng Phật à. Thế tâm đảnh đề nam mô kim cang mật tích Phật à.
thiện tâm đánh để tam mô thiện chuyển thành tựu nghĩa Phật. Thiện tâm đánh để tam mô đồ xá na hóa thắng ngoại đức Phật. Thiện tâm đánh để tam mô thường công đức nhiễn đăng khứ tuệ Phật. Thiện tâm đánh để tam mô đạo chữ nghi bỉ ngàn nguyệt Phật. Thiện tâm đánh để tam mô đạo pháp giới vô lượng thính tuệ Phật. Thiện tâm đánh để tam mô nhiễm đăng thắng quang minh Phật. Thiện tâm đánh để tam mô pháp giới nhật quang minh Phật. Thiện tâm đánh để tam mô vô biên vô trung công đức hải chuyên pháp luân thinh Phật. Thiện tâm đánh để tam mô nhật bất khả tư nghị tri kiến Phật. Thiện tâm đánh để tam mô bao thắng quang minh quay đức vương Phật. Thiện tâm đánh để tam mô vô tận công đức diệu trang nghiêm Phật. Thiện tâm đánh để tam mô bất khả lượng lực phổ hồng Phật. Thiện tâm đánh để tam mô phổ nhãn mãn túc nhiên đăng Phật. Thiện tâm đánh để tam mô thắng công đức cử Phật. Thiện tâm đánh để tam mô đại lòng thinh Phật. Thiện tâm đánh để tam mô ba đầu
ma sư tử tòa phán tấn tệ Phật. Thế tâm đảnh đề Nam mô Trí Tụ Giác Quang Phật. Thế tâm đảnh đề Nam mô Trụ Trì Địa Thiện Oai Đức Vương Phật. Thế tâm đảnh đề Tam Mô Thiện Trụ Pháp Nhiễn Đăng Vương Phật. Thế tâm đảnh đề Tam Mô Bậc Không Kiến Sanh Hỷ Tát Phật. Thế tâm đảnh đề Tam Mô Phóng Thinh Diễm Trạng Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Thanh Tịnh Chúng Sanh Hạnh Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Nhật Thiết Đức Vẫn Phổ Quang Minh Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Đệ Nhất Quang Minh Kim Định Liễu Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Quang Nhất Thiết Pháp Hải Vô Sai Biệt Quang Minh Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Hóa Nhật Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Bảo Cái Thắng Lô Xá Na Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Thiện Tư Duy Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Tinh Tấn Thắng Kiên Tuệ Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Phụ Hóa Tâm Ba Đầu Ma Phật. Thế tâm đảnh đề Nam Mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Yeah.
tâm đảnh đệ Nam Mô Nguyệt Quang Tự Tại Phật. Thế tâm đảnh đệ Nam Mô Vô Tận Pháp Hải Bảo Tràng Phật. Chế tâm ai đánh đệ Nam Mô Kim Cang Ba Đầu Ma Thắng Phật. Chế tâm ai đánh đệ Nam Mô Quảng Cầu Tô Ma Phát Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Nhượng Tự Tại Tràng Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Nhật Thiết Trị Luân Chiếu Lô Xá Na Phật. Thế tâm đảnh đệ Nam Mô Đồng Xứng Vô Lượng Công Đức Phật. Thế tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Công Đức Tu Quán Phật. Thế tâm đảnh đệ Nam Mô Nhật Thiết Lực Tráng Yếm Tuệ Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Diệm Tu Di Sơn Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Nhật Thiết Hạnh Quang Minh Thắng Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Nhật Thiết Ba La Mật Hải Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Diệm Diễn Môn Tràng Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Thành Tựu Nhất Thiết Nguyện Quang Minh Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Quảng Đắc Nhất Thiết Pháp Tể Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Quang Minh La Võng Thắng Phật. Chế
tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Sơn Tràng Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Vô Biên Trùng Trí Hải Tạng Phật. Tâm đảnh đệ Nam Mô Thanh Tịnh Nhất Thiết Nghĩa Công Đức Tràng Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Nhất Thiết Thông Thủ Vương Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Vô Chướng Ngại Nhất Thiết Pháp Giới Lô Xá Na Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Thắng Tam Muội Tinh Tấn Tuệ Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Vô Ngại Pháp Giới Nhiên Đăng Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Bồ Đề Phấn Câu Tô Ma Tát Vương Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Đặc Thế Giảng Công Đức Đại Hải Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Bảo Sư Tử Đức Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Phổ Trí Hải Vương Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Ba Đầu Ma Thiện Hóa Tràng Phật. Chế tâm đảnh đệ Nam Mô Vô Tận Quang Minh Phổ Môn Thinh Phật. Xin đem nhân duyên công đức đệ Phật này nguyện ứng trên tam bảo chư thiên long thần hộ pháp thị từ chứng minh gia hộ hồi sinh các ban ngành các cấp cùng chư quan chức hữu trách từ bi xót thương cứu xét giúp cho Phật sự di dời và xây dựng mới ngôi tam bảo sớm được thành tựu viên mãn. Nam
Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Nam mô Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Kinh Phật Thuyết Phật Danh Quyền Thự Sâu Ích Mười Phương Thế Giới Bà Kiên Đăng Nhượng Bị Âm Cửu Phật Nội Hồng Danh Đêm Thầm Thức Mê Tình Bà Nghiệp Tính Thành Tướng Tốt Quyền Yếm Thân Nam Mô Hiện Tiền Địa Bồ Tát Nam Mô Hiện Tiền Địa Bồ Tát Tát ca nam mô hiện tiền địa Bồ Tát Ma Ha Tát Na Ma Ha Ban Nhã Ba Đa Mật Đa Tâm Kinh Quang Từ Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba Đa Mật Đa Từ Kiều Kiên Ngụ Ấn Giải Không Đồ Nhật Thiết Khô Ích Xá Đờ Tự Sắc Bất Gì Không Không Bất Gì Sơ Sắc Tức Thì Không Không Tức Thì Sắc à. Thọ tướng hạnh tức diệt phụng như thế xa đờ thự thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt bỏ có bất tình bất tan bất giảm thị cố không trúng vô sắc vô thọ tướng hạnh thức vô nhãn nhi thị thiệt tăng hỷ vô sắc tinh hương vì xuất pháp vô nhà giờ nãy chỉ vô ý tức giới vô vô minh diệt vô vô minh tầm nãy chỉ vô lào tự Diệt vô đạo tự tâm vô khổ tập diện đạo vô trí diệt vô đắc chí vô sở đã cố bồ đề tắc đoái bát nhã ba la mật đà cố tâm vô quái ngài vô quái ngài cô vô hùng vô biên đi điên đạo mộng tường cố cách niết bàn tâm thế chư phật vị bát nhã ba la mật đà cố đắc ca nào đã đã tâm yếu tâm bồ đề Phật đi ban nhã ba la mật đa thì đại tận chú thì đại minh chú thì vô thường chú thì vô đằng đẳng chú năng trừ nhật thiết khó chân thiệt bậc thừa thiết bát nhã ba la mật đa chú thường thì chú biến đề đề ba la yên đề ba la tăng đề bồ đề tam ba hai đề đề ba la cơ đề ba la tăng đề bồ đề tam ba hai yên đề đề ba la yên đề tăng đêm bồ đề tam bà hiệu tăng tường tăng chú nam bồ tăng đâu ngài đà nam ma bát đa đà đà ra ta nằng nằm đà địa tăng kê ông ông nhập bà ra nhập bà ra nhập bà ra ba ra nhập bà ra đề dẫn xa đề dật xa dẫn đi đề dẫn đi đề ta vẫn tra ta vẫn tra ngài đề ca đề ta ba nằng bồ tam mang đà đà nam ma bát ra đề đà sa ta na nam đà đề thắng khê 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 ông ông nhập và ra bát ra nhập và ra nhập và ra đề sa đề sa sa đề sa đề ta vẫn tra ta vẫn tra đề ca đề ta ba nam mô tam đà mô đà nam ma bát ra đề đà sa ta na đà đi thắng khê 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 hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra đề sẵn xa đề sắc xa chư ca đề sẵn đề đề tào vẫn trà tào vẫn tráng đề ca tất cả đề ta ba sáu thờ điều an lành tam ca các thờ điều an lành
bánh lá xin nguyện chư Phật tượng gia hộ. Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu tờ đều an lành tất cả các tờ đều an lành. Xin nguyện tam bảo thường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu tờ đều an lành tất cả các tờ đều an lành. Xin nguyện gia hộ Nam mô Tiêu Tài Giang Kiết Thường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tài Giang Kiết Thường Bồ Tát. Nam mô Tiêu Tài Giang Kiết Thường Bồ Tát. Đệ tử trong đẳng tùy thuận tu tập nào vô hiện Bồ Tát tập chúng đại nguyện nhất giả chư Phật. Nghe giả sơn tán nhớ lời tán giả quán thú cũng vừa thực giả sám hội nghiệp chướng một giả tùy hỷ công đức lục giả thân diện pháp thương thất giả thính Phật đủ thế bát giả thượng tùy Phật học cựu giả hành thượng chúng sanh tập giả vô giới hồi hướng đầy Phật công đức thủ thắng hành ta vô biên thắng phước giai hồi hướng vô nguyện Phật giới chư chúng sanh thông vạn vô lượng quang Phật sát kế nguyện tiêu tam chư trừ phiền não nguyện đặc trí tuệ chứng minh hiểu ở miền thời chương tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ đúng ma cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu hóa khai kiến Phật hộ hộ sanh bất thối Bồ Tát bi bản nữ nguyện di thử công đức vô thập mười nhất thiết kê ngà đằng chúng sanh đã giới công thành Phật đạo từ bi Phật đường quyền chúng sanh thế giới đại đạo Phật vô thượng tâm từ bi nghi Phật ma đường nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tàng trí tuệ như từ bi nghi tăng đường nguyện chúng sanh tổng đi đại chúng nhất thiết vô công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Di đà Phật.